xuất hiện cuộc tháo chạy của nhà đầu tư nhỏ, lộ nơi giá nhà đất tăng sốc. Khu nào đất sốt nhất Hà Nội, hơn 3 năm giá tăng 2 đến 3 lần, bất động sản Hà Nội, thị trường yếu, ít giao dịch, có hiện tượng cắt lỗ là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua. Khu nào đất sốt nhất Hà Nội, hơn 3 năm giá tăng 2 đến 3 lần, cách Hồ Hoàn Kiếm 17 km, nhưng các dự án ở khu vực Hoài Đức, Hà Nội bỗng sôi động trở lại chỉ trong 2 đến 3 năm trở lại đây. Liên tiếp các dự án được xây dựng đã đẩy giá đất vùng ngoại ô thủ đô tăng chóng mặt. Một người dân sinh sống tại đây cho biết gia đình chị chuyển về ở từ đầu năm 2018. Thời điểm khu vực này vẫn còn heo hút người. Lúc đó, căn nhà liền kề diện tích 80m² tôi mua chỉ có giá 3,6 tỷ đồng. Nhiều căn chỉ có giá hơn 3 tỷ đồng. Biệt thự liền kề diện tích 120m² cũng chỉ có giá 4,2 tỷ đồng. Chủ nhà nói và cho biết thêm hiện giờ, căn nhà của chị đã có người trả giá 10 tỷ đồng bao gồm cả hoàn thiện. Tuy nhiên, các môi giới cũng phải thừa nhận thời điểm này, đầu tư vào đây thì giá không còn tăng sốc như trước, chỉ nhích dần theo mật độ dân cư. Những người mua ở đây 10 năm trước đã phải trải qua nhiều thăng trầm, chịu lỗ nhiều năm mới bán được giá như bây giờ. Bất động sản Hà Nội, thị trường yếu, ít giao dịch, có hiện tượng cắt lỗ. Hội môi giới bất động sản Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản Việt Nam quý 2 và 6 tháng. Báo cáo cho thấy tại Hà Nội quý 2 năm nay, thấp tầng là dòng sản phẩm có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất với 49,8%, trong khi căn hộ cao cấp có tỷ lệ hấp thụ thấp chỉ đạt 9,2%. Tại phân khúc căn hộ, sau biến động sốt đất mạnh và dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhìn chung, thị trường Hà Nội quý 2 yếu, ít giao dịch. Các chủ đầu tư vì vậy mà hạn chế chào bán để thăm dò thị trường, giá cũng không có hiện tượng điều chỉnh. Các dự án thuộc phân khúc cao cấp đã có động thái giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi, tặng quà. Ở thị trường thứ cấp, có hiện tượng giảm giá bán đến mức lỗ để thu hồi vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiện tượng này phần lớn xuất hiện ở các dự án cao cấp. Hội môi giới cho biết, các sản phẩm căn hộ chủ yếu nằm ở các quận như Hoàng Mai, Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy,